Cái lưng nữa hả? Từ đây nay cái ngực nào lên cái lưng nữa. Ồ. Ở bên đây thì gọi là giống như là tóc vậy anh. Bùi Hồ tìm hiểu một số thông tin ở trên mạng thì cái căn bệnh của em Dung là được mang tên là Hypertrichosis, là một cái căn bệnh rất là hiếm gặp. Theo ghi nhận của thế giới từ thời Trung Cổ đến hiện nay đó thì chỉ có khoảng 50 bệnh nhân trên toàn cầu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và ngày hôm nay trên cái hành trình mưa bão như thế này, Bùi Hồ sẽ đi thăm một cái hoàn cảnh khá là đặc biệt. Một cô gái có gương mặt mà khiến mọi người có thể khóc thét, bị một cái hội chứng mà theo Bùi Hồ tìm hiểu được biết đó là hội chứng bệnh người sói. Và thật sự cái câu chuyện đó như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Đường thật là khủng khiếp đó cô bác quý anh chị. Đây là một cái đoạn đường mà đi vào nhà của một nhân vật nè. Cô bác quý anh chị có thể thấy là khủng khiếp quá. Đoạn đường cũng còn đằng kia. Nãy giờ thì Bùi Hồ chạy qua hết một đoạn rồi. Bò như thế này và xỉu luôn. Tiếp thôi. Đây, đây, đây. Ui da. Tuyệt vời quá. Bị ngã xe luôn rồi. Rồi sao lên được con? Để tắt máy. Ôi trời ơi, cái đường đi ghê quá. Ôi trời ơi. Vượt qua một cái đoạn đường này khủng khiếp quá. Ghê quá. Sau một thời gian thì Bùi Hồ cũng đã tìm đến một cái nhân vật khá là đặc biệt với cô bác quý chị, và hôm nay thì Bùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác quý chị. Nhân vật này thì theo Bùi Hồ được tìm biết là một cái căn bệnh khá là lạ trên thế giới này, một cái căn bệnh cực kỳ hiếm luôn. Và để tìm hiểu về điều đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý chị cùng theo Bùi Hồ để gặp nhân vật này nha. Thì hôm nay thì anh được một người bạn giới thiệu là hoàn cảnh của mình cũng rất là khó khăn. Thì em có thể cho anh biết là năm nay em bao nhiêu tuổi, thì hiện nay thì gia đình mình có mấy người? Năm nay 22 tuổi. Nhà em có ba anh em. Có ba anh em. Em là thứ mấy trong gia đình? Em là Út. Em là thứ Út ha. Dạ. Thì hàng ngày cái công việc của em là làm cái gì? Em làm ở trong ban nhân dân á. Làm được bao nhiêu năm rồi? Dạ em mới làm năm nay. Mới làm năm nay. Ngày xưa thì em học hết lớp 12 không? Dạ, em học tới lớp 8. Học hết lớp 8 là nghỉ. Dạ. Tại sao mình nghỉ ta? Dạ, không có khả năng. Không có khả năng. Dạ. Còn mấy anh của mình thì sao? Anh thì đi làm, chị thì có chồng. Anh thì đi làm, chị thì có chồng. Rồi hiện nay thì cái công việc của mình làm đó thì đủ sống không Dung? Dạ không. Không hả? Anh thấy ở trên cái gương mặt của mình á thì bị một cái vết bớt rất là lớn, và thậm chí là có những cái tóc nó mọc lên, là cái bệnh từ nhỏ hay sao Dung? Dạ. Từ trong bụng mẹ. Từ trong bụng mẹ luôn. Ừ. Lúc trước thì nó bự không? Dạ không, nó vậy thôi. Lúc trước thì nó cũng vậy từ nhỏ giờ luôn hả? Dạ. Đây em hình như là chỉ bên trái thôi hả? Dạ. Ôi trời ơi. Thì lúc mà em đi học thì bạn bè có kỳ thị gì không? Dạ không hả? Cô bác quý anh chị có thể thấy là cái gương mặt của em Dung á, thì một bên phía bên tay trái đó là coi như là đã bị một cái vết bóp rất là lớn. Em ba mẹ của em có hướng dẫn em đi khám bệnh không? Dạ không có khả năng để đi khám. Không có khả năng để đi khám hả? Ba mẹ làm cái công việc gì? Dạ ba mẹ làm mướn. Làm mướn. Ba mẹ em ở đâu đó? Ba mẹ em ở bên Hồng Ngự bển. Sao mình không ở chung với ba mẹ mình? Tại em ở đây đi làm. Làm em lương tháng được nhiêu? Dạ 800 mấy. 800 mấy. Vậy ở đây làm ở nhà ai? Ở nhà của ông Khánh, của ông Út. Ở nhà của ông Út. Anh thấy không chỉ là cái phần cái gương mặt của em thôi, mà ngay cả cái phần cái tay của em vẫn có hả Dung? Dạ. Cô bác quý anh chị Tâm kéo cái tay lên cho mọi người thấy được không luôn. Ôi trời ơi. Cái lưng nữa. Ôi khủng khiếp vậy. Cái lưng nữa hả? Từ đây nay cái ngực nào lên cái lưng nữa. Ồ. Đang quay cái mặt qua cho anh xem với. Ôi trời ơi trời. Đau không Dung? Dạ. Đây ngoài sau đây là từ cái phần ngực này lên trên. Đang quay lại cho anh sờ vô được không? Ở đây cái phần cái vết bóp này à, anh xin phép sờ vô ha. Ở phần này nó có bị đau dữ không? Không ha. Ở bên đây thì gọi là giống như là tóc vậy ha. Đang ngước lên coi Dung. Trời ơi trời. Ở bên đây cái phần này nó xám hết rồi mọi người. Trời ơi trời. Cái lưng nhiều hơn nữa hả chị? Ôi trời. Không, từ nhỏ giờ không có đi khám bệnh gì luôn ha anh? Dạ. Ôi trời ơi trời. Cái mới xanh lông chưa có ra nha bác. Mới xanh ra là cũng bớt rồi, nữa là có bớt. Càng ngày lớn lên cái nó da vậy luôn. Ngày xưa giờ là không có đi khám bệnh gì hết à. Nên bác sĩ thì cũng đâu có biết là bệnh gì đâu đúng không? Em quay lại qua sang trái cho mọi người thấy rõ. Phải sống xa ba mẹ thì hàng ngày ở đây là làm cái công việc là làm ở ấp, làm tháng có mấy trăm ngàn à. Một thiếu nữ cái tuổi đẹp nhất 22 tuổi thì nửa bên mặt bên đây thì coi như là mà không có cảm giác đau gì hết. À. Tay chân ở đây cũng vẫn có nè, chỗ này vẫn có nè. Cái giò nó hả em dở cái chân lên cho anh xem đó. Ôi trời ơi, coi như là gần là phân nửa cơ thể luôn rồi. Nếu như mà có một cái người hỗ trợ em đi khám bệnh để biết bệnh gì thì em đi không? À, mong ước lớn nhất của mình là gì? Đúng rồi, cũng như bao người con gái khác thì cũng nhờ được cái gương mặt xinh xắn, nhưng mà Dung thì bên đây thì một phần nửa bên mặt bên đây thì coi như là nó chiếm gần phần nửa gương mặt luôn rồi chị. Đi qua đây ngồi đi. Ông Út qua đây ngồi đi ông Út. Giờ nó ở đậu nhà Út. Ông ở đậu nhà Út hả? Ông Út qua đây ngồi chia sẻ với con á. Hôm nay thì có ông Út là Dung thì ở chung nhà với ông Út hả? Dung thì dạ ở hôm dịch tới nay mới qua đây thôi. Bán nhà rồi mới qua đây. Dạ. Ai bán nhà quá? Ngoại bán. À. Dạ. Ôi sao ngoại sao bán nhà? Khó khăn quá hả? Ừ. Ông Út là chị hàng xóm với mẹ hay là ông Út ruột? Không ruột mà nhưng mà dạ. Dạ. Rồi sao em không chịu đi làm công ty gì mà em lại đi chọn cái nghề mà lương thấp vậy, rồi sao sống nổi Dung? Dạ tại đi làm thì cha mẹ đi làm thì cũng được mà, nhưng mà tiền bạc thì nó tới cục luôn á. Dạ. Tới giờ thấy có hoàn cảnh cô Dung đáng thương quá. Rồi vừa xa ba mẹ phải tự đi làm, lương tháng có 800 mấy chục ngàn à. Bệnh vậy thì không có đi khám ở đâu được hết á. Không có tiền để đi khám. Đâu nghèo lắm nhưng không có tiền khám. Dạ. Từ nhỏ lớn nữa. Từ nhỏ lớn tới giờ đó. Dạ. Sinh ra là có cái đầu rồi. Sinh ra là nó nhỏ xíu không không? Dạ, mới sinh ra là lọt lòng có cái đầu. Dạ. Nó cũng có hơi nhỏ chút, giờ nó ngày lăn ra. nên gọi là ghét nó dễ loạn mà loạn hơn. Ở bên đây thì cái gương mặt của em á thì cái em ngước cái phần cầm lên tí xíu à. Ở đây giống như là cái phần tóc luôn không? Tóc. Giống như là tóc vậy. Không có cảm giác đau gì luôn. Không có đau đớn, ăn ngủ bình thường không em? Ăn ngủ bình thường không? Ăn ngủ bình thường luôn hả? Nhiều nhỏ lớn đâu có gì đâu. Em có thường biết lên mạng không? Em có tìm hiểu cái căn bệnh mình là tại sao không? Không hả? Thẩm mỹ cũng khó. Khó. Dạ. Thẩm mỹ là Dung thì có vẻ là ít nói hơn so với các thiếu nữ khác. Nhìn cảm thấy đau lòng quá. Tại vì một thiếu nữ tuổi đôi mươi đó. Con tưởng đâu là chỉ có phần mặt bên đây thôi mà gần nguyên cả một cơ thể luôn. Nó gần nguyên cơ thể luôn, nó như là phần nửa. Từ ở dưới trên Nhật luôn hả? Người thẩm mỹ chắc là cũng lợi cũng đang. Dạ thẩm mỹ thì rất là khó, tại nó ăn vô da thật rồi. Da, dạ vô máu rồi. Theo con được biết thì cái căn bệnh của Dung á, thì là một trong những căn bệnh rất là hiếm gặp ở trên thế giới, rất ít người, và hiện nay thì ở Việt Nam thì chắc coi như là không có luôn. Thấy đi đường bớt ai bớt không rồi có khác cái người. Dạ. Em trong tương lai thì có dự định làm một cái nghề khác không hay là làm ở đó? Tại vì anh thấy làm ở đó lương thấp quá. Em dự định làm cái gì? Nói đi, anh có thể giúp được, anh hỗ trợ cho. Hả? Mở quán. Làm gì? Mở quán. Mở quán. Mở quán bán cái gì? Quán. Bán tạp hóa. Thì mặt bằng ở đâu, mình có mặt bằng chưa? Dạ chưa. Chưa. Rồi có muốn làm gì nữa không? Ngoài mở quán bán tạp hóa có muốn làm gì nữa không? Ừ. Có ấp ủ dự định gì có thể nói ra với anh, có thể nói cái ước mơ của mình, có thể anh có thể hỗ trợ được phần nào hỗ trợ. Gục ghè quá. Dạ. Nghèo cũng khó ước mơ, tại ước mơ đôi khi thì không có vốn làm ăn. Bây giờ anh có anh ở đây thì em có thể nói ra cái ước mơ của mình, thì anh có thể, Mạnh Thường Quân có thể hỗ trợ cho em sống với một cái cuộc sống ổn định hơn tí xíu, cho em suy nghĩ á. Còn nếu như mà em muốn khám bệnh thì có thể đợt nào đó anh sẽ liên hệ với em để đưa em đi bệnh viện để biết cái căn bệnh của mình là căn bệnh gì và có thể trị được hay không. Dạ, coi như là cái bệnh bẩm sinh đó thì nó khó trị lắm. Nó là cái căn bệnh từ trong bụng mẹ chung ra mà, thì nó cũng rất là khó trị. Bây giờ chủ yếu là quay cho mọi người biết về cái hoàn cảnh của Dung hiện tại, và để có thể chung tay cùng giúp đỡ với Dung, cùng gia đình cũng như nhà quá khó khăn rồi, thì em có thể nói lên được ước mơ của mình, anh sẽ có thể hỗ trợ được phần nào anh hỗ trợ. Còn cái việc mà gương mặt của em á, thì nếu như mà có được một cái phép màu nào đó thì trên đời này cũng cái gì cũng chuyện gì cũng có thể xảy ra. và có được một cái phép màu nào đó thì may mắn thì có thể em hết cái căn bệnh, gặp người thầy nào giỏi không. Rồi, suy nghĩ xong chưa? À, có ước nguyện gì cứ nói đi, mọi người sẽ chung tay giúp đỡ. Tại vì giờ sẽ chưa có nhà, chưa có nhà. Bây giờ ở có mặt bằng đất ở bên Hồng Ngự ba mẹ con không? Dạ, ba mẹ không có. Ba mẹ không có nền luôn hả? Dạ. Ba mẹ đi làm thuê. Dạ. Dạ. Ba mẹ làm gì, làm thuê cái gì? Ai xịt hơi ruộng làm đó. Dạ. Bao lâu thì em về lại Hồng Ngự một lần? Dạ, một tuần em đi lại một lần. Tuần em đi lại một lần. Đây qua Hồng Ngự thì cái tiền xe, tiền này kia thì nó cũng hết rồi. Ôi ơi. Rồi làm có dư tiền để đưa cho ba mẹ không? Dạ. Ừ? Dạ. Không có, không dư. Không có dư, không đủ để mà sống hàng ngày nữa mà. Bây giờ ước mơ thì cũng không biết ước mơ gì, đất thì không có giờ. Không có là sao được, mặt bằng được. Dạ. Có mặt bằng mới được. Dạ. Đi làm công ty thì chắc người ta cũng khó nhận không? Không biết. Có xin thử làm công ty chưa? Có mà. Rồi sao, công ty có nhận không? Dạ, ít nhận. Ít nhận lắm hả? Sao công ty trả lời sao? Tại vì đi công ty nó đủ người. Đi là công ty nó đủ người rồi hả? Ngoài buôn bán tạp hóa ra em còn có buôn bán gì nữa không? Dạ. Có muốn đẩy trái cây gì đi bán không? Dạ. Tại vì nhà bán quá tạp hóa này kia. Nhưng mà tạp hóa thì mình không có cái mặt bằng, mình cũng khó bán. Ở đây Dung ở đây thì ăn cơm với Út, đi bà Út luôn hả? Có nghĩa là đi làm gần ở đây rồi ghé Út bà Út ở vậy thôi. Ghé ngủ. Không, ở nhà thì chật, nhưng mà đi làm ở nắp nè. Dạ. Tóc ngày. Tính hoàn cảnh của Dung thì quá đáng thương. Ba mẹ thì phải đi làm thuê, không có nhà ở. Dung thì phải đi làm một mình, lương tháng có 800 mấy chục ngàn à. Là 8 ngày không tới 30 ngàn nữa. Không tới 30 ngàn. Rồi sau, đối với một người phụ nữ 30 ngàn này em sinh hoạt như thế nào Dung? Dạ, tại vì em đây em ăn cơm ở nhà của anh. Ừ. Ông trả tiền cơm cho ông nữa chứ. Không trả tiền cơm luôn. Tại vì làm lương thấp quá hay không hơn. Ngay cả cái ước mơ bây giờ cũng không biết ước mơ gì nữa. Dạ, nghèo đến nỗi mà không dám ước mơ luôn. Hôm nay á, anh có dịp đến đây thì giờ dạ. Rồi đặng nữa con đi vô công ty rồi con làm để con tiếp phụ giúp ba mẹ con. Vì đã hồi nhỏ tới lớn rồi sao làm được. Chắc giống hai dốc thôi, này lan luôn cả mình nãy dò cản cửa chơi luôn rồi. Chắc Dung thì cũng biết rằng cái ước mơ của mình nó cũng khó thực hiện được. Nên đôi khi thì không muốn nói ra. Đúng không Dung? Nhìn 22 tuổi rồi nhưng mà thấy bẽn lẽn quá, rụt rè quá. Thôi hôm nay như thế này nè, anh có dịp đến đây thì biết đến cái hoàn cảnh của em, coi như là mang trong mình một cái bất hạnh, mang trong mình một cái căn bệnh cũng khá là lạ, thì thêm cái hoàn cảnh gia đình khó khăn nữa, thì anh thay mặt cho chú Phát ở Úc á, trước mắt anh gửi cho em 2 triệu đồng để em sinh hoạt hàng ngày. Sau đó chắc có lẽ thời gian tới anh sẽ qua thăm em nữa. Đây, đây là cái phần quà của chú Phát ở Úc gửi cho em. Cảm ơn. Ừ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn chú Phát. Ừ. Có nói gì nữa không? Nếu như mà có người nào mà mướn em làm một cái chỗ nào đó lao động phổ thông đó, em có chịu đi không? Chịu không? Chịu ha. Chịu là được rồi, ví dụ như giúp việc nhà cho người ta hay sao đó. Dạ, thì cũng có công ăn việc làm, được không? Ừ. Rồi thôi anh chào em. Và một lần nữa thì chắc Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị thật là nhiều. Xin chúc sức khỏe cô bác quý anh chị và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở chuỗi video clip sau ha. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì Bùi Hồ mới từ nhà em Dung trở ra, do là một cái căn bệnh nan y và rất là khó chữa trị, nên ở trước mặt của em Dung thì Bùi Hồ cũng không muốn nhắc nhiều về cái căn bệnh của em, mà chỉ muốn chia sẻ về cái hoàn cảnh của em để cho mọi người có thể biết được. Và theo Bùi Hồ tìm hiểu một số thông tin ở trên mạng thì cái căn bệnh của em Dung là được mang tên là Hypertrichosis, là một cái căn bệnh rất là hiếm gặp. Theo ghi nhận của từ thời kỳ Trung Cổ đến nay là chỉ có 50 bệnh nhân như vậy thôi, và em Dung là cái trường hợp thứ 51. Thì cái đặc trưng của cái căn bệnh này đó là đối với mọi người bình thường á, thì việc lông hay là tóc mọc phủ khắp nơi và đều đặn, thì cơ thể của những người mắc cái căn bệnh này đó thì sẽ mọc gậm gạp, cái vùng đen gậm gạp rất là nhiều luôn. Và người ta gọi cái hội chứng đó, người ta gọi cái bệnh đó gọi là bệnh người sói. Thì ở trước mặt cái em Dung gọi thì cũng khá là buồn, nên Bùi Hồ không muốn nhắc tới nhiều. Và cái căn bệnh người sói này nó không có phương pháp điều trị, và nó có 2 cái nguyên nhân chính. Một là nguyên nhân sinh ra từ trong bụng mẹ như trường hợp của em Dung, và hai là cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân do tác động hóa học bên ngoài, và hiện nay thì khoa học chưa có cách nào giải thích được. Thì cái cách duy nhất mà đã giúp đỡ cho em Dung trong cái cuộc sống là giúp cho em một số vốn để em có thể làm ăn trong cái cuộc sống tiếp theo, trong cái thời gian tới, và cho em có một cái tinh thần thoải mái để sống tốt trong cái thời gian tới. Và một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân, cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ, đã ủng hộ Bùi Hồ đến thời điểm này. Và xin chào và hẹn gặp lại ở cô bác quý anh chị ở chuỗi video clip sau ha.